nay mình sẽ chỉ đối với lại cái cây face new này, các bạn thấy không? Thì để mình sẽ lấy một cái insert ra cho bạn coi. Cái dao á, dao này nó sẽ gọi là insert nha. Thì cái loại của nó đó, cái loại của nó là tên hiệu nè, New Tech for Steel and Stainless, có nghĩa là sắt hoặc là 303 304. Đây là cái insert của nó nè các bạn. Ok. Thì đối với cái dạng insert này á, mình sẽ cắt được cái dép á, là cái độ sâu á, là khoảng từ 50.000 cho đến 100.000. Thì bình thường mình sẽ cắt là khoảng 60.000. Thì lúc đó thường mà cái con dao này nó mới á, thì cái load của cái spindle của các bạn sẽ là 17%, nhưng mà khi mà nó mòn rồi á thì nó sẽ là 27%. Thì cái SFM của cái thằng này á là khoảng 600. Thì cái tốc độ mà mình cắt á là khoảng là F24 chấm, và cái dòng quay sẽ là từ 950 cho đến 1000 là hết mức rồi nha. Thì cái này á, cái insert này, cái tua này nó có 5 chấu nè, nó có 5 lưỡi ha. Thì cái đó là mình muốn chia sẻ thôi, để tí hồi mình, và các bạn đặc biệt lưu ý là thằng này á là mình cắt nó là mình cắt khô nha, chứ không phải là mình cắt có nước. Thì cái loại này nó phải cắt khô, thì khi mà mình cắt nó dày á các bạn, với cái độ sâu là khoảng 60.000, có nghĩa là .06 đó, rồi tốc độ là 1050, cái tốc độ vòng quay là 1050, và cái pitch rate mình để là 24 chấm. Thì tại sao nó cắt khô, tại vì khi mà nó cắt khô á, thì mà nó cắt như vậy á, thì cái độ nóng á nó sẽ đi theo cái chip nó văng ra ngoài khi mà các bạn cắt như vậy. Và nếu mà các bạn bỏ nước vô thì lúc nóng lúc lạnh á, thì cái mũi dao của mình nó sẽ dễ bị hư ha. Thì đối với cái loại này nè các bạn, mình sẽ xài cái holder đặc biệt. Thì cái holder đó, nó nhìn như sao, thì các bạn nhìn nè không, ở đây nó có một cái rãnh nè, và ở đây nó có một cái rãnh nữa. Thì cái thằng này á là cái cục từ đây cho đến đây á là nó rời ra và nó được bấu lại với nhau bằng cái con ốc này nè. Thì cái thằng này á nó có chức năng á là dẫn đường cho cái thằng này nó vô một cách nó gọi là khớp ha. Thì nó gọi là keyway. Thì cái thằng này các bạn sẽ dùng một cái con ốc này ha, đó, để mà nó đính vô cái holder này. Cái thằng này á, là cat 40, có nghĩa là cat 40 ha. Thì cái này mình nó có ghi nè, rồi ok, Okuma sẽ dùng cat 40 luôn. Rồi Twin Horn, mấy cái máy Đài Loan á, nó cũng sẽ dùng cat 40 luôn. Rồi tiếp theo mình sẽ quay cho các bạn coi nó cắt như thế nào. Đây, tốc độ của nó nè các bạn, tốc độ của cây face mill á nha. Rồi bắt buộc mình phải mở cái e lên để mình thổi e, chứ mình không có mở nước. Mở e mình sẽ M7. Rồi cái này là tốc độ nè, thấy không? Rồi cái này pitch rate nè. Pit ray này của mình là pit ray mình lao xuống thôi, còn mà pit ray chính á là nó sẽ là F24.67 ha. Là cái này mình cắt á là khoảng 24.67.
Thì bây giờ mình sẽ cắt cái con này trước. Các bạn đang nhìn mình cắt á, là mình đang cắt cái Bill Mill trong Mastercam á. Cái này rất là thích hợp cho cái việc cắt rãnh. Bill Mill ha. Thì cái này bạn sẽ được quyền chạy full depth luôn, có nghĩa là chạy hết nguyên cái con dao luôn á. Cái này mà cái depth của mình là khoảng 500 hoặc là 400 mấy thôi. Thì đối với việc chạy cái Bill Mill này thì nó rất là lợi luôn. Đó. Thì đối với chạy cái này mình phải vừa mở nước rồi mình phải vừa mở e nữa. Thì cái sắt này là sắt stainless steel 303 304. Đây là cái Bill Mill nó cắt, thì tại sao mình cắt cái Bill Mill này? Tại vì cái phần này á là để cho cái chip của mình nó thoát ra được nha. Tại vì cái face mill của mình á nó có cái angle rất là nhiều, angle khoảng 30 độ hay là 45 độ gì đó. Thì mình cần phải tạo ra một cái rãnh này để mà mình cho cái chip nó thoát ra, nó không có bị bá vô cái lưỡi. Bây giờ mời các bạn coi cái tay mill nó làm việc. Ok, thì các bạn nhớ là mình cắt nó là mình cắt nó khô nha. Ok, mình chưa có bỏ dao vô. Ok, mời các bạn coi làm việc nha. Đó. Thì cái rãnh đó làm cho cái chip nó thoát ra các bạn thấy không? Pin đồ load là 17%, nếu mà các bạn thấy nó khoảng 27% là mình nên thay. Yeah.